Kết quả U19 nữ Việt Nam 1-2 U19 nữ Thái Lan, lần thứ 2 về nhì ở Đông Nam Á, Việt Nam thua đáng tiếc trước Thái Lan ở giải nữ U19 Đông Nam Á. Để thua trước U19 nữ Thái Lan trong trận chung kết, U19 nữ Việt Nam đành chấp nhận vị trí thứ nhì ở giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Năm ngoái, đoàn quân của ông Akira cũng giành ngôi vị Á quân. Bàn thắng: Việt Nam, Linh Trang, 74. Thái Lan, Suprapon, 69. Thanchacho, 72. Phải vắt sức sau 120 phút trước U19 nữ Myanmar nên U19 nữ Việt Nam bị giảm sút thể lực khi đối đầu với U19 nữ Thái Lan, trong lúc đối thủ lại thắng nhàn U19 nữ Indonesia ở bán kết. Thế trận trên sân cho thấy điều đó khi U19 nữ Thái Lan chủ động hơn, tạo nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn. Dù vậy, thủ môn Diễm My lại có 45 phút thi đấu xuất sắc khi ra vào hợp lý, xử lý bóng chính xác để bảo vệ tốt khung thành của U19 nữ Việt Nam. Điển hình như tình huống ở phút 16 khi Tha Hoác bứt tốc rất mạnh mẽ vào trong vòng cấm rồi tung cú sút rất mạnh, thủ môn Diễm My đã xuất sắc đẩy bóng qua xa. Không kiểm soát bóng nhiều bằng đối thủ nhưng đoàn quân của ông Akira cũng tổ chức được những tình huống phản công rất sắc sảo. Đơn cử như ở phút 43, Hoàng Vân thoát xuống rất trống trải để đối mặt với thủ môn Thái Lan. Rất tiếc, Hoàng Vân không thắng được thủ thành Chalisa trong tình huống đối diện để có thể đưa bóng vào lưới. Sang hiệp 2, U19 nữ Việt Nam vẫn tiếp tục chủ động chơi phòng ngự để chực chờ sơ hở của U19 nữ Thái Lan phản công. Dù vậy, khi hàng công chưa phát huy được hiệu quả thì sai sót trong khâu bảo vệ khung thành đã khiến đoàn quân ông Akira phải vào lưới nhặt bóng ở phút 69. Từ quả đá phạt của U19 nữ Thái Lan ở cách hơn 30m, thủ môn Diễm My lại chọn vị trí không chính xác để Suprapon tung cú sút đưa bóng đi thẳng vào lưới. Đến phút 72, Thanchacho nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 nữ Thái Lan cũng sau một tình huống sút xa từ pha bóng sống. 2 phút sau, Linh Trang rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, qua đó nhen nhóm hy vọng gỡ hòa cho U19 nữ Việt Nam. Dù vậy, các học trò của ông Akira không thể có thêm bàn thắng sau đó, đành chấp nhận thua trận với tỷ số 1-2 và về nhì. Năm ngoái cũng ở giải đấu này, U18 nữ Việt Nam đã để thua U18 nữ Australia trong trận chung kết với tỷ số 0-2. Đành hài lòng với vị trí Á quân. Đội hình xuất phát: Việt Nam, Kiều My, Bảo Trân, Như Quỳnh, Thanh Thảo, Ngọc Anh, Nhật Lan, Vũ Thị Hoa, Hồng Yêu, Thùy Nhi, Hoàng Vân, Minh Chuyên. Thái Lan, Chalisa, Parichat, Sarania, Supapol, Thawanrat, Rewa, Thanchankho, Natcha, Nualang, Anaphone, Chatatay.